Ok, hôm lên em. Hôm nay lại một con game mới. Một con game này thể loại khá là thú vị luôn. Tôi đã xem cái thông tin nó từ rất lâu rồi. Nay vô chơi thử. Ủa? Nhầm. Đây, My Little University Beta Testing. Steam này cái hệ thống email của nó là nhanh khủng khiếp luôn ta. Mới vừa bấm vô cái là nó báo liền luôn. Nacho mà vừa qua nhạc new new game game tải cũng khá là nhanh nha, nó chỉ có 500 MB thôi nhưng mà giá trị nó mang lại thì cao hơn rất là nhiều. My Little University, vũ trụ bé nhỏ của tôi. Đây, After a mình bị mất kẹt trên cataclysmic một event, cái mặt trăng you gần have gõi, been imbued with the celestial powers of creation, không có gì ngoài công cụ, con tàu không còn nhiên liệu và sức mạnh giving sáng tạo của thiên thể. Mình sẽ tái tạo những vùng đất bị mất và trở thành anh hùng trong cái vũ trụ nhỏ của mình. Nói chung là mình trở thành chúa tể vũ trụ đó, mà phiên bản mini thôi. Game này thì có yếu tố co-op chứ mà chia sẻ màn hình đó nghe không, nên mình có bạn bè có thể cũng được. Số chắc 45k nữa hả ta. Đây là cái chơi đó. Nhân vật nó thì rất là đơn giản thôi. Đó, ba bốn người đi là chủ yếu là pha nguyên liệu, đập đá, trồng cây chẳng hạn. Game này chắc phải lít nhiều á, để được coi có phần mềm mà tôi lít thấy gì không. Destroyed by a dark entity, you'll need to restore the portals to be able to travel across the universe. Explore the nine worlds, rebuild them into the paradises that they once were. Đây là những cái thế giới mình có thể tạo được nha, trông rất ấn tượng luôn. Gather allies and embark on a quest in your own little. Ok, giờ vô game. My Little University, thế vũ trụ bé nhỏ của tôi. Xây game mà. Phiên bản 1.35, ba cái số lẻ hết nha. Loading game làm cũng rất là độc đó. Bật FPS lên bạn ơi. Graphics FPS thì lên 90 đi. 2 SSAO lên, lên thì không. Cái này chắc cũng nên bỏ không ta? Thôi, để đợi đi. Thủy đội kinh dị sao mà tôi dám chơi không? Ông đi hỏi cái câu này thì đúng người luôn rồi đó. Manual action là không cần. Họ không bật thì mình không bật đâu. Có rất nhiều ngôn ngữ nhưng là đáng tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta. Rồi chúng ta tải game Lock Bar Select à. What? Đó, đỡ phải có công dùng màu tôi lít. Nhân vật của chúng ta nó tròn ngủm, nó có nhiêu đây thôi. Nên tôi để FPS lên, nó thử này được không ta? Game này nó cũng khá nhẹ rồi, ok. Bây giờ chúng ta đang ở trên một cái hòn đảo, xung quanh chẳng có gì cả. Chỉ có mỗi cây đuốc nhưng mà cục đá thôi. À, có cây ghiều đây. Cây này cây búa có thoa nè. Chặt tận gốc luôn gì đó hả? Sao hồi nãy audio nghe ngon nghẻ lắm mà. Ô, 10 cái gỗ cho vô đây hả? Ủa, mình có là 25 gỗ mà. Kìa, nó xây xong cái gì kìa. Bên này có cái ô vuông gì đó, 10 gỗ. Bây giờ mình còn 10 gỗ, bên đây tiếp tục 10 gỗ nữa. Có được một cái cây mà cái này gọi là cây đập đá.
công việc của chúng ta thì hơi khổ sai một tí. Đây nó yêu cầu cái gì? 15 khối lóc có luôn. Này là đá, cái xanh này là đi 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 thôi, cái cây nè. Bây giờ đi đâu nữa? Có thể nhấn công cụ bằng cách nút tab, ok. Công cụ thì sẽ mà có hiệu ứng với những cái loại mà tài nguyên khác nhau. Cái này nó đang tự động đào nên là mình phải nhấn là giữ cho nó gồng lên những cái chiêu anh ti vô địch vậy. Bên đây thì xây cái gì tiếp cái gì rồi mình sang hành tinh mới. Đây trái đất của chúng ta thấy đây, không phải có mặt trời đây nè, từ đâu vô thôi. Mình cài nát cái tài nguyên của hành tinh này luôn á. Chặt luôn cái gốc rễ mà. Cây nó hồi mau quá ha. Đảo tới đảo lui thì nó xong rồi. Này thì một cục 10 cái miếng mà cái này đút vô đây dắt dán ép nó thành gỗ. Hiện tại yêu cầu 10 miếng 30 là ra 10. Thiếu 3 cái. Điều này đúng kiểu nông dân luôn, tiều phu luôn. Bây giờ C mình có thể nâng cấp, nâng cái nội tại của là cây kiếm. Ủa sao lại có kiếm gì ở đây? Hay là mình đào nhanh hơn? Từ cái cây này mình ra tiền hả? Chỗ này có khả năng mình quay lại hành tinh cũ không ta? Giờ hiểu tại sao cần cái kiếm nữa nè. Giật cái mình. Càng ngày càng tốn tài nguyên à. 30 đá luôn rồi. Bên đây nó cần cái 50 nữa. Nhìn nó thiết kế mấy khối đá cũng rất là chi tiết nha. Khi mình đọc đó là nó to, nó nhỏ xuống lần lần luôn. Chứ bình thường là
nó không có được như vậy đâu. Bình thường giống như mình chặt vô cái cây đó, là mình chặt đủ số lần thì cái cây nó biến mất luôn, hoặc là nó chuyển thành mấy cái khối gỗ nhỏ, chứ nó không có hiệu ứng giảm dần như thế này. Nên họ làm như thế này cũng rất là đầu tư á. Mười miếng thép mới qua đó được. Chủ yếu mình đi khám phá mấy cái tiểu hành tinh này coi nó cần nguyên liệu gì. Tìm cái hạt nhân để đưa vô trong đó hay gì đó. Đủ nào. Đó. Tối ưu hiệu sức công việc lên. Mình đứng ở đây thì nó có mọc lên nó đè anh mình ta. Thử rồi. Có luôn rồi. Giống mà Tôn Ngộ Không bị đè trong núi đá hả? Mười lăm gỗ, mười cục đá này, 20-30 cục đá này, 17 khối thép, 3 đồng tiền. Ba chục cái miếng này là miếng gỗ cắt với 10 khối thép hả? Sau này chắc cần nhiều lắm, nên mình nâng đó. Lên cấp này, thử tí nữa đây. Ba chục miếng gỗ, gỗ mình đang có là 156 gỗ làm 30 miếng. Này thì chủ yếu là để tăng thêm mà mấy cái tài nguyên cho mình farm nó chuẩn chỉ hơn thôi. Nhưng bên đây hẳn là phải có cái gì đó chứ. Thiếu một cái. Đây, khó bảo của chúng ta đây. Thời tiến tính tí nha. Bốn chục gỗ đổi 2 vàng hả? Bèo quá vậy. Thôi. Chết rồi. Nó rớt xuống đó gần hết rồi. Lỡ rồi.
Rồi hết luôn, on in luôn. Hiệu ứng của cây rìu nó xa hơn. Cái này HP 20%. Đầu game thì đâu có đấu tranh gì nhiều đâu. Bỏ vô bộ củi vậy. Lấy luôn 7 tiền thôi. Ấy, mém lại rớt xong rồi. Máy hả bưởi. Ủa không nâng được cái khác hả ta? Level 4. Không, không có cái này. Còn bên đây là nâng cây rìu chặt cây thì mình cần mấy miếng thép nữa, mấy miếng gỗ nữa. Ở hành tinh này hơi bị lâu rồi đó nha. Nãy giờ chưa có gớt thử xuống sông coi nó được cái gì không. Đá chưa mọc lên đó là đã chui đuổi rồi. Ba chục không ta? Mình chỉ kích hoạt được 10 cái thẻ cùng lúc thôi. Ngon, level 4 thì 140 cái tím là cái gì không biết nữa. Đây gỗ này xịn sò hơn nè, đào nhanh hơn biết nhiêu. Chúng ta đi đến gần thông rồi đó. Vậy là cố gắng lên được level 4 luôn. Trăm gỗ nữa hả? Mình thiếu 80 gỗ nữa. Rồi đủ 100 gỗ. Coi ở đây cái lốc này 80 gỗ đủ luôn. Cái hành tinh này nó tàn phá tận diệt cái tài nguyên luôn.
Tự nhiên mém nó chết rồi. Gớt xong rồi, gớt xong nè. Ủa có cái dòng ở đó là gì ta? Như là do mình lên cấp hay gì á. Kiếm độc á. Ê, ê. Không, mình xuống sông được mà. Bơi được luôn. Này là sao? À, kiếm mới, kiếm mới. 200 gỗ rồi. Điều này làm việc là không ngơi tay luôn. Cái quặng tím là cái gì vẫn không biết mà nghe. Ba chục gỗ sẻ 100 tiền, ba chục gỗ sẻ 100 tiền. Ok, hết gỗ rồi. Gỗ bên này nó có nhiều hơn ta, trên lọt đâu. Chỉ chặt nhanh hơn thôi. Bây giờ gỗ mọc không kịp với mình luôn. Nãy thằng đó nó đổi nhiều ta, 40 là một vàng phải không? 40 là một vàng vậy 15 nhân 40 là 600 đó. Ủa đâu? 20 một vàng vậy 300 là đúng rồi.
Game này đúng kiểu nông dân luôn. Con muỗi này vô được bên gần này nè, cái quặng tím nè. Ủa cái này vẫn là đá đâu. Level 14 là phải 200 tiền nữa là thôi. Nhưng mà sau này lên thẳng được vào 14 ta. Nếu như 20 ít ra 250. 150 tiền. Ít 20 là 3.000 gỗ hả trời. Thanh niên này cần gì đó? Do nó tự động đánh nên là khá là khó chọn cái nhiều vũ khí để điều khiển ở chỗ cái nhiều cây như thế này. Vậy 200 tiền thì chắc cũng nhanh, game này làm đúng cực luôn.
Trời ơi, mấy trăm gỗ của tôi. Đây 50 tiền có khi có cái gì nào. Nên đầu tư không ta? Đầu tư 50 đây nữa coi, coi nó ra cái gì. Sáu chục cái miếng thép. Đây còn cái gì nữa? 25 cục đá à? Chắc gà bãi đá nữa thôi. Tiền rồi đó. Em có tiền anh ơi, cho em đổi. Đeo bờ 14 khủng khiếp luôn. 400 tiền vẫn có thể lên được. Quái nó bốc hơi luôn. Được không? Một bãi như vậy thì từ 44 lên 62 là 18 à. Giờ có 5 mỏ thôi. Lấy đá vô đây đập nó có vẻ là nhiều hơn. Xây qua đây chắc bảo 400 đá nữa quá. Khiếp. Chùm gửi đá. Đào hết mấy cái bãi này thì chắc cũng đủ rồi.
Chưa có người sao ở đây xong ra được. Chỗ này là nhiều đá nhất nè. Đào lần 5-60 luôn, 4-50 luôn. Đợi đi đập đá nãy giờ khổ lắm, đập chưa lũi hành tinh luôn đó. 175 nào, 200 luôn hả, thứ 30 nữa thôi. Còn hai bô nữa. Đây 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 đây. Này nãy nhiêu ta? Khoảng 300 mà đi ra luôn. Ủa đây có nè. Gì đây? Con gái đây. Vô bám đá tím tiếp. Gửi đủ luôn bạn ơi. Dạ 270 à. Bây giờ chạy ra nâng cái ghiều với mà đi cuốc của mình lên. Đào thêm tí đá xanh vô đây nữa.
60 miếng dán ép, 20 cái máy gạch. Chục đủ rồi. Giờ mấy cục đá ngoài này là muối thôi. Rồi đủ rồi. Cái này trước làm gỗ. Cái quặng vàng thì chưa có đâu. Hai mươi tám đá, bốn vàng thì chắc không đâu. Mười tám đá bốn vàng, còn thằng bên đây nó thu nhiêu ta? Bốn cái này một vàng, tám này ngon hơn. Gỗ giờ mình chặt cái lên 5 luôn. Trăm bốn chục quặng tím à? Quặng tím mình có nhiêu ta? Trăm ba, thiếu 10 nữa. Ủa không, quặng ở bên kia. Rồi, đi ra năng đi kiều lên. Đó, cái dừa này mười mấy gỗ luôn. Phê lòi luôn. Cái gì đây? Cái này là mật ong hả? Không, không, không. Cái này chỉ là thuê thời gian ngắn thôi. Nghĩa ao à. Hồi bữa tôi chơi con game nông trại nó cũng gì nữa. Ủa con game mà dược sư. Nhạc ít ra nó mới phải có giai điệu được chứ.
Áo quế sâm. Áo quế sâm, con này 66 131 kg hả? Con cá gì, cá voi hay gì? Này sao chạy nhanh quá vậy? Cô bộ cá này khó câu nha. Con này chua à. Có khi là được con cá voi xanh khổng lồ luôn á. Con gì đó 2 tấn. Siêu cá mập. Cái nữa. Này nó chậm rồi. Hai mươi lăm cao không có gì. Hai trăm phần trăm kinh nghiệm trong 6 phút. Bây giờ quan hết mấy cái đó luôn. Lên được 5 này. Vẫn được, cái kiếm này vẫn được. Một ngàn đá. Bây giờ mình phải đi kiếm quận vàng mà tới đây chắc hết mở rồi. Tranh thủ 6 phút này đi farm nhớ lẹ. Cái đá hồng này là cái gì ta? Mình không, mình cần đá vàng chứ đâu cần đá hồng này. Đây nào, nó là trong cái quặng tím là chắc là nói của anh đây. 50 cái quặng hồng. Lấy chiếc gỗ đây. Hai ba đợt nó đúng. Farm tiền bằng mấy cái con đó cũng ngon đó. 400 tiền rồi đó. Ủa sao nhiều vậy?
Bây giờ muốn là mình nâng vũ khí nữa cũng được đó. Đây đợt nữa đủ. Gỗ mình 1.300 luôn rồi. Nè, đủ nè. Cửa. Wow. Vô nghĩa. Giờ mấy cái này hết biết để làm cái gì vậy? Mười lăm hả? Có báo gì bèo bọt cái gì? Trăm rưỡi nữa. Có khi ở đây là cái ngôi sao cuối cùng của mình đó. Cố gắng xong cái này là qua hành tinh mới à. Ok. Dán ép thì gã đóng luôn. Thank you.
Dị năng vũ khí mới được. Cá cùi rồi, ba hết dính rồi. Kiếm con nào xinh xỉn đây. Có mười mấy gì trời. Trăm rưỡi một đống tiền thôi, chưa dám chờ vào bậy bạ đâu. Sáu chục miếng đó, 180 miếng giang em. Quái đâu mà lắm gì nữa. Này 150 cục màu xanh nữa à. Ủa? Rồi nó đang làm đó. Sao mới có 3 hộp là lá. Mát luôn rồi. Vậy giờ tiền để làm gì? Này chắc cái cổng dịch chuyển quá. Cái quặng hồng á, cái quặng hồng thì nó nằm bên đây. Đây. 150. Tính ra cái mát HP là cũng ngon lắm á.
quặng vàng chứ khó. Có quặng vàng là mình có thể nâng được. Để coi cần tối thiểu bao nhiêu dạng quặng vàng. 270 là đá mấy ngàn mà xài nước sơn cái hết sạch rồi. Này cô cá nó có ngon ngã gì không ngon. Cái gì thôi có 24 à, còn nữa. Con này cũng cùi rồi. Còn nữa. 42 vậy. Quá cùi luôn, còn có 8 à. Không lên được á. Vô trong kia farm đá cho nó nhanh. Này là đấu boss không ta? Gì con mũi gì vậy nè. Trời ơi. Chắc cho mình nâng mát cái vũ khí rồi nó mới được gì á.
rồi đi. Gỗ rồi thì nó chỉ là gỗ thôi, còn cái quặng này, cái gãy phích này là nó được nhiều loại hơn. Con này 19 đồng. Có vàng nè. 540 vàng là mới đủ. Phải 540 ta? Nãy mình coi hai cái 270 phải không? Hết đá rồi. Cái vải này khoảng 30-40 vàng, 225 vàng. Đánh đi. Mát luôn. Vậy mà đào cái này vẫn có 3-4 mà ta. Bây giờ kiếm 370 vàng nữa. Nó tăng hiệu ứng lên nhiều, nó chỉ đào nhanh hơn thôi. Mấy cái vòng tròn này là quái nó sẽ spawn ra ngay đây. Tính trên này đào được đá ở dưới luôn. Rưỡi 20 vừa đủ. Hai trăm là hết đá rồi.
đủ 400 vàng rồi. Bên trăm vàng rồi. Rồi, đủ. Bốn trăm đá, 50 vàng thì đủ luôn. Bên này chắc cần nhiều vàng. 50 vàng là đủ rồi. Hết vàng rồi nha, còn 60 à. Tăng máu đi, máu nguy hiểm lắm. Điểm 15 vàng, 250 đá. 250 vàng đủ luôn.
Mém nữa té xuống dưới nhà mày. Sau này có vàng thì đương nhiên phải có bạc, là bạch kim, kim cương rồi kiến thức. Trời, mỗi cái kho báu gì thôi nó hả? À, có một cái ngôi sao ở dưới kìa. Đau. Đâu ta? Đường đâu anh kia? Bên đây quá. Trời, được bộ đồ phi hành gia. Bộ đồ này tăng chỉ số gì không ta? Hoàn tình mới. Trời, trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta mới xong có 2 hành tinh. Mới xong có 1 hành tinh. Còn lại khoảng là 8 hành tinh nữa, tổng cộng là có 9 hành tinh. Là 1 tiếng mấy đồng hồ rồi. Thì chúng ta vô thử cái này tí xíu nữa thôi nha. Vô coi thôi chứ không có chơi nha. À, mình có thể quay về cái hành tinh cũ nè. Nhưng mà quay về để làm cái gì? Chạy tiêu rồi, cứu được công chúa rồi, chạy đấu với em. Mười lăm phút nữa nghỉ hết cái đó là nghỉ luôn. Con này cũng khá to rồi nè. Trời, khá to mà có 53 điểm à. Trời, có 14 rồi trời. Gì bèo bọt cái gì? Gỗ trời ơi, câu cá mà. Mười bảy điểm, bèo quá. Chỗ này là không ngon rồi. Nhưng mà một người trên đó là sao? Là chỉ có một người câu nữa hả? Ngàn mốt đá xanh. Đá xanh thì ở đây chứ không có rồi. Chỗ này là chỗ băm gỗ ngon nha. Đá xanh nè. Gỗ ép đá xanh.
gỗ cần rất nhiều luôn. Điểm kia làm 1.000 đá xanh đó. Mình có thể chu du qua lại giữa mấy cái hành tinh. Chục một cái bụi này thì 398, vậy là nó có khoảng 18 thôi, 18 x 5 lên là 90. 90 mà mình farm 1.100. Đâu 90 mình farm là 800, vậy 10 lần nữa hả trời. Gần đủ nè. Chín trăm rồi đó. Bữa sao lâu lâu nó ra số 7 là sao ta? Rồi đi. Không biết mà qua đây thì cái gỗ của mình đang chế biến mà bển nó có tính qua không? 608. Thôi xong tôi gọi gỗ là nó nằm bển luôn rồi. Ôi trời ơi. Bây giờ là 700 rồi nha. Gần 700. Thì mình bắt về đây coi thôi ơi. 757 vậy là nó vẫn còn làm bên đây cũng được. Diễn tiếp nó quay về. Thiếu đá à? Đá thì bên hành tinh kia nhiều lắm. 1.900 cái quặng tím này đào đâu ra được. Bên kia thì nó có nhưng mà ít lắm. Tiền mình cũng hết luôn rồi. Hết gỗ rồi. Xin tí gỗ này. Gom hả? Gom chặt bằng kiếm hả? Gỗ đảo vòng cái gần cả ngàn này.
gỗ giờ farm hơi bị nhanh nè. Đuổi ngàn vậy bác. Mình cho gì mà không quái đánh cái nữa cây máu. Dơm gà này thì nó mọc cũng khá là nhanh. Dùng tiền mua gom. Có thể làm gỗ rồi về kia bán. Cây này gần 300 gỗ, à, vẫn thua mấy cái kia. Anh Hùng đi chặt gỗ mà. Cái này gì vậy? Về bên đây làm cái nhang em. Coi ngàn cái đây. Gom nó mọc mình pha không kịp. Giết mấy con này được có 14 tiền đó ta. Tám phút nữa nghỉ nha. Có thằng nào ở đây nè. Chắc mình đi mình cứu nó.
ngon. 1001 đá xanh. Ngày mốt đá xanh đó ta, có khi về bên kia farm bên kia đó. Gỗ lấy tiền. Ngày rưỡi gỗ 35 mà. Mình đi đâu đây? Trong này farm đá thoải mái luôn, không cần về hành tinh cũ. Chăm cũng nhanh. Cứ khi về hành tinh cũ cho nó cắt đá thêm đó, đá qua chế biến á. Cái gì đây? Golem với chúng tôi này. Đường này chắc mấy cái mỏ đá nữa thôi. Rồi, ok, đủ 450. Lại 450 nữa chỗ này. Farm đá farm gỗ luôn rồi, chỉ cái hành tinh cũ là chả còn cái gì tác dụng nghĩa lý gì nữa, còn cái bãi vàng nhé. Nè, có vàng bên đây luôn nè. Sao lại dùng kiếm? Ngàn 500 đá luôn, nó xếp sẵn cho mình. Năm trăm đá qua đây, tiếp tục lên là 500 đá. Bây giờ chơi đơn vị sắp tới hàng ngàn luôn rồi.
lạm phát quá. Qua đây chắc chắn em. Ấy 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 ấy. Rồi. Mấy con đó là tiền của mình không đó. Để giải chế cái cây cuốc này mới xuống đây. Chết rồi, mình mất một lá bài hay gì á. Mất thiếu đá cắt. Chín cái tím hả, với mà đã cắt 350 gỗ mà. Rồi đi vô lấy cái kho báu. Bây giờ bổ hai cái là xong. Mình sẽ tìm cái mỏ quặng tím nữa là xong rồi. Hình như chết là mất một cái thẻ bài hay gì. Ủa nó vẫn dùng cái này chứ không dùng cái cây kia ta. Game này yếu tố gây nghiện của nó là lúc nào cũng làm việc hết vậy, không bao giờ ngơi tay được luôn.
108.200 tiền. Bèo bọt quá, không bán đâu. Nhìn chính đá tím. Đá tím là hơi bị khó kiếm lắm nha. Vừa đổ ba đêm đá luôn. Muốn nghĩ mà ngừng tay méo được luôn. Game này gây nghiện hết. Ngay đây. Hello, cũng cảm ơn mày. Giải cứu thành công một người nông dân đang bị cái con troll bắt giữ trên núi. Mô tả chi tiết chữ đẹp. Cái mà cái thành tựu. Giờ mình đi đâu ra ngoài đảo hay gì? Không biết bao nhiêu đá mới đủ ngoài. Chơi luôn. Bệnh gì gỡ, đánh xong boss này nghỉ nha. Đâm vô cây mà chết.
bị nhiễm với chất độc, cây kiếm độc. Tôi nghĩ là cái màn sau nó có độc á. Rồi, hôm nay chúng ta dừng tới đây thôi. Ok, bye bye anh em. Game này rất là cuốn nha, rất thú vị nha. Anh em nào nghiện nghiện dính vô rồi là chắc chắn được luôn. Mới có là 12 trên 75 cái thành tựu thôi. Tính ra là khoảng là 16-17% á. Hầu như người ta chơi rất là nhiều luôn, mấy thành tựu này 8 mấy phần trăm luôn. Rồi, ok, bye bye anh em.